bảo mật từ nãy rồi. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại sân bóng Thành Công để cùng dõi theo lượt trận thứ 3 trong buổi sáng ngày hôm nay của giải bảo đấu bóng đá Cúp Ánh Dương The Light Cup 2024 lần thứ nhất. Trận đấu giữa hai đội bóng Team 1 The Light và các cầu thủ Starling Football Academy. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên và vẫn là phong cách quen thuộc của các cầu thủ The Light. Họ sẽ bắt đầu trận đấu bằng một cú sút xa từ giữa sân. Điểm qua các gương mặt sẽ thi đấu trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 trong buổi sáng ngày hôm nay. Bên phía các cầu thủ Team 1 The Light Futsal vẫn sẽ ra sân trong trang phục áo xanh quần xanh truyền thống. Các cầu thủ sẽ vẫn là Lầy A Bách, cầu thủ mang áo số 5, Trần Đức Khoa Ronaldo, cầu thủ mang áo số 7, số 10 Cao Anh Vũ, số 9 Nguyễn Hoàng Anh, số 19 Đinh Tiến Dũng, số 27 Vũ Nhật Phong. Và cuối cùng vẫn là sự góp mặt của thủ thành đã chơi tốt nhất trong trận đấu gặp các cầu thủ Lào Cai, đó là Vũ Hồng Nguyên, cầu thủ mang áo số 55. Bên phía các cầu thủ Starling sẽ ra sân với cầu thủ mang áo số 8 Nguyễn Nhật Minh, số 9 Nguyễn Viết Hưng, số 11 Nguyễn Nhật Khang, số 14 thủ môn Nguyễn Huy Dương, số 15 Phạm Phúc Hưng và cuối cùng là số 60 Nguyễn Tuấn Phúc. Trong trận đấu trước cách đây ít phút thì các cầu thủ Team 1 The Light đã xuất sắc đánh bại các cầu thủ Lào Cai với tỷ số 3-0. Trong đó thì bàn thắng đẹp nhất của trận đấu đã thuộc về số 7 Trần Đức Khoa, Khoa CR7. Và bàn thắng của Lầy A Bách là hai bàn thắng được bình chọn là đẹp nhất của trận đấu đã qua. Đó là cú sút xa đến từ các cầu thủ Team 1 The Light. Theo thể thức của giải đấu thì mỗi trận đấu thuộc lứa tuổi U9 sẽ diễn ra trong khoảng 15 phút mỗi hiệp. Thời tiết tại Hà Nội lúc này cũng đang tương đối oi nóng. Và một khoảng thời gian thi đấu như vậy cũng sẽ là hợp lý để cho các cầu thủ có thể đảm bảo thể lực để có thể phục vụ cho những trận đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Team 1 The Light lúc này vẫn đang thị uy sức mạnh tuyệt đối trước những đối thủ mà họ chạm mặt trong giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Dương Minh Đức, huấn luyện viên trưởng bên phía các cầu thủ U9 Team 1 The Light ngày hôm nay đang làm tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò chỉ đạo các cầu thủ nhí của chúng ta. Triển khai lối chơi cũng như
là để cho những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt như Lầy Á Bách, như Khoa CR7 sẽ có thể có những pha xử lý và những tình huống ghi bàn đẹp mắt. Một cầu thủ bên phía The Line đang bị đau và trọng tài yêu cầu tổ y tế vào cuộc. Cầu thủ bị đau có lẽ là Nhật Phong. Đúng là như vậy. Huấn luyện viên Dương Minh Đức giống như một người anh, luôn luôn sát sao và rất tận tình đối với các cầu thủ năm nay mới chỉ bước sang độ tuổi thứ 9. Khoảng gần 10 phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua. Tình huống lên bóng cho các cầu thủ team 1 giờ lại. Vẫn còn. Rất khéo léo. Nhật Phong. Nguy hiểm 1-0. Cú đá tuyệt vời của số 27 bên phía team 1 giờ lại. Vẫn là một bài đánh quen thuộc của các cầu thủ áo xanh. Khi tuyến tiền vệ hoặc hậu vệ truyền bóng lên cho các cầu thủ ở cánh. Và một nhịp nhả. Sau đó là tung ngay ra một cú sút. Và vừa rồi Nhật Phong có lẽ cũng đã sẵn sàng cho một cú đá. Một cú đá treo góc và không có một cơ hội nào cho thủ môn bên phía Starling. Duy Huy Dương trong tình huống vừa rồi cũng gần như bó tay về cú đá quá khó của Nhật Phong. Nhật Phong, không được. Một bài đánh quen thuộc và vào lúc này vẫn chưa có một đội bóng nào có thể giải được một bài toán khó mà các cầu thủ The Line đã ra. Nguy hiểm. Một tình huống sút hụt đến từ Cao Anh Vũ. Nhật Phong, chân trái không? Vẫn đang là Nhật Phong.
Bàn thắng thứ hai đã đến với các cầu thủ The Lion. Tiếp tục là bàn thắng của Nhật Phong. Bàn hai rồi ra làm chậm cái. Làm chậm đi. Thời gian thi đấu của hiệp 1 cũng không còn nhiều. Sẽ chỉ còn 4 phút cho những diễn biến trong hiệp thi đấu thứ nhất. Nhật Phong. Tiếp tục là cú đá của Nhật Phong. 3-0. Phong độ rất cao của số 27 bên phía các cầu thủ team 1 giờ lại. Ngày hôm nay Nhật Phong đã hoàn tất cú hat-trick của mình. Và vẫn là sức mạnh tuyệt đối đến từ các cầu thủ The Line. Chúng ta đang được theo dõi lại những bàn thắng của Nhật Phong. Rồi ạ. Vâng. Đưa ra yêu thái cho. Dạ. Vâng. Đâu, có đoạn nào đánh nữa. Đấy các bạn này.
khởi động đi. Mỗi người đều ẩn chứa trong mình một ngọn lửa đam mê. Ngọn lửa ấy luôn nhen nhóm, chờ đợi thời khắc sẵn sàng. Bùng cháy rực rỡ mọi lúc. Với Wika HD 14 Elite. Wika HD 14 Elite, Bone to Bone. Chào mừng toàn thể quý vị khán giả, chúng ta đang đến với những diễn biến trong hiệp thi đấu thứ hai. Ở hiệp 1 thì các cầu thủ team 1 The Line đang dẫn trước đối thủ Starling ngày hôm nay. Tiếp tục vẫn đang là tỷ số 3-0. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến trong hiệp thi đấu thứ hai. Đây là cơ hội, không vào. Trọng tài thông báo quả phạt góc cho các cầu thủ team 1 The Line. Và mỗi dịp cuối tuần thì sân bóng Thành Công luôn luôn sôi động với những giải đấu từ quy mô từ nhỏ đến lớn. Ôi bà không lại, bà không lại thế. Và ngày hôm nay thì trên các mặt sân của sân bóng Thành Công ngày hôm nay đang diễn ra những trận đấu trong khuôn khổ giải đấu bóng đá Cúp Ánh Dương The Light Cup lần thứ nhất 2024. Và trước mặt chúng ta đây đang là trận đấu giữa team 1 The Light đang dẫn trước các cầu thủ Starling với tỷ số là 3-0. Chúng ta thấy trong 15 phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ Starling chưa thể một lần đưa về một tình huống dứt điểm nguy hiểm thực sự hướng về phía khung thành của Hồng Nguyên. Còn cầu thủ mang áo số 27 Vũ Nhật Phong bên phía team 1 The Line đang thể hiện một phong độ cực kỳ cao với 3 bàn thắng. Một cú hat-trick rất nhanh. Nguy hiểm.
Một tình huống pha bóng an toàn đến từ Phạm Phúc Hưng. Rất tốt. Rất khéo léo, cơ hội. Bóng vẫn còn cho giờ lại. Sút đi, không được. Quả phạt góc cho các cầu thủ giờ lại. Người dứt điểm vừa rồi là số 33. Nguy hiểm, không được. Vẫn chưa có bàn thắng cho các cầu thủ team 1 giờ lại. Một cầu thủ bên phía Starling đang bị đau. Giải bóng đá Cúp Ánh Dương được tổ chức bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Minh Phút San, là một đơn vị bảo trợ cho giải truyền hình An Viên. Đơn vị thực hiện điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông HISA, là đơn vị chuyên tổ chức các giải bóng đá và bóng rổ với một quy mô lớn. Đó là những thông tin mà chúng tôi đã được ban tổ chức cung cấp. Một giải đấu, một sân chơi, một hoạt động ngoại khóa cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ có thể có những sự giao lưu, học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm với trái bóng tròn, cũng như sẽ có một sân chơi thực sự bổ ích và mang lại niềm vui sau những giờ học tập căng thẳng tại trường học của mình. Trận đấu của chúng ta sẽ chỉ còn 8 phút nữa. Đó tiếp tục là một cú đá của Lê Hà Bách. Trong trận đấu trước gặp các cầu thủ Lào Cai thì Bách cũng đã ghi một bàn thắng ở một góc tương tự như vậy.
Một bàn thắng rất đẹp. Lấy áo bách Nhật Phong cũng như là Đăng Khoa. Cơ hội không được. Phản xạ tốt đến từ thủ môn Huy Dương bên phía các cầu thủ Starling. Còn 7 phút nữa. Thời gian là không đủ cho các cầu thủ Starling. Và lúc này họ sẽ chỉ muốn ghi một bàn thắng danh dự trong trận đấu ngày hôm nay thôi. Khi lúc này các cầu thủ Team 1 The Line đã dẫn trước với tỷ số 3-0. Chống trả, ấy, nguy hiểm, 4-0 cho các cầu thủ Team 1 The Line. Cầu thủ ghi bàn đó là Phạm Thiên Minh. Một tình huống mở cánh phải hợp lý. Và số 33 đã đưa bóng vào hợp lý để cho Thiên Minh có một cái chạm vừa đủ để hạ gục được Huy Dương. Cái gì ấy? Và nâng tỷ số lên 4-0 cho các cầu thủ Team 1 The Line. Tiếp tục là một trận đấu mà các cầu thủ nhí của huấn luyện viên Dương Minh Đức vẫn thị uy sức mạnh của mình. The Line Futsal cũng là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ em có tiếng tại thủ đô. Một trung tâm đào tạo ra những cầu thủ có thể sẽ được các đội bóng ở giải quốc nội của Việt Nam có thể chiêu mộ để thi đấu. Chúng ta thấy lứa U9 của The Line Futsal năm nay là cực kỳ chất lượng. Còn chưa đầy 4 phút nữa. Lấy Á Bách. Tiếp tục đó là cú sút xa của Á Bách. Đúng vậy. Hợp lý. Một cầu thủ bên phía Starling đang bị đau. Cầu thủ bị đau đó là Nguyễn Nhật Minh, cầu thủ mang áo số 8. Quả đá biên cho các cầu thủ The Line.
Lê Hà Bích. Vẫn là một bài đá biên quen thuộc của các cầu thủ Giờ Lai. Khi bóng vẫn được đưa về tuyến 2 cho A Bách. Và một cú sút xa đã được thực hiện ngay vào luôn. Lời A Bách. Vẫn đang là A Bách. Nguy hiểm. 5-0. Một tình huống dứt điểm đầy tinh tế của Lời A Bách. Và lại là phong cách ăn mừng của Jude Bellingham. Một tình huống mà A Bách đã solo giữa hai cầu thủ bên phía các cầu thủ Starling. Và một cú lốp bóng tuyệt vời. Một bàn thắng cũng xứng đáng được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất sau 3 bàn thắng của Nhật Phong. Một phong độ rất cao đến từ các cầu thủ Team One The Line. Và thời gian thi đấu chính thức còn lại cũng không còn nhiều nữa. Còn khoảng hơn 1 phút nữa. Một trận đấu với tỷ số rất đậm lúc này. 5-0 cho các cầu thủ Team One The Line. Rất hay. Rất khéo léo. Không được. Quả đá biên cho các cầu thủ Team One The Line. Quả phạt góc. Lấy A Bách. Nguy hiểm. Bóng chạm sang ngang. Vẫn là một bài đánh quen thuộc của các cầu thủ Team 1 giờ này. Như vậy bên Starling sẽ có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 9 bên phía Starling đó là Viết Hưng. Và Phúc Hưng sẽ rời sân. Yeah.
không thổi rồi. Sao mãi đã hết rồi. Thời gian thi đấu chính thức đã hết. Có lẽ trọng tài sẽ cho các cầu thủ thi đấu bù giờ thêm từ 1 đến 2 phút. Và như vậy trọng tài đã nổ hơi còi kết thúc trận đấu giữa các cầu thủ team 1 The Line và Starling. Tỷ số chung cuộc là 5-0. Với 5 bàn thắng, bao gồm 3 bàn thắng của Nhật Phong, 1 bàn thắng của Thiên Minh và 1 bàn thắng của Lê Á Bách. Vẫn là sức mạnh tuyệt đối của các cầu thủ The Line trước đối thủ Starling. Và một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đã theo dõi trận đấu này trực tiếp trên fanpage của Media Hà Tây, cũng như là fanpage của The Line. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo. Mỗi người đều ẩn chứa trong mình một ngọn lửa đam mê. Ngọn lửa ấy luôn nhen nhóm, chờ đợi thời khắc sẵn sàng. Bùng cháy rực rỡ mọi lúc. Với Wika HD 14 Elite. Wika HD 14 Elite, born to burn.